giới thiệu với quý vị về cái quá trình đăng kiểm xe 4 bánh ở hãng xe. Đi chậm vậy? Khi mà cái xe chạy tới cái cổng cửa garage nó sẽ tự động nó mở lên. Khi mình xem chạy vô thì tên của mình nó sẽ hiện lên trên cái màn hình trên cái TV, không có gắn camera hay sao mà nó đọc được đó. Test cho mọi lần vì mình mua xe mới ở đây cho nên đăng kiểm sẽ không có phải trả tiền, còn nếu mà khách ở ngoài không vô thì 16 đồng cho mỗi một lần đăng kiểm. Đây là bên trong garage, đây là cửa hàng bán quần áo và lưu niệm có logo của hãng BMW. Đường đường thông qua bên cái hãng xe, cái showroom này, bên này là xe mới, xe 2020 này là BMW X5 giá khoảng 68.000 đô. Chính xe chạy bằng điện với toan ở trên đường là nó cắm vô nó sạc như vậy là chạy thôi, nó vừa chạy bằng điện vừa chạy bằng xăng luôn. Chiếc này có giá chừng 60.000 đô, thế bạn ạ. Về tính lại thử coi thay vì tiền đổ xăng mua con này thử coi nó được không, tiết kiệm hơn không. Vậy là về cắm sạc đá cái chân đèn là nó tự hiện lại chưa dữ vậy. 1,2 tỷ. Giống như mình cắm tủ lạnh sạc cái này thì cái này ở ngoài này thì nó sạc nhanh hơn. Còn đây là mẫu 2020 X7, chở được 7 người. Bây giờ là xe mình đã xong rồi, kiểm tra xong, thay nhớt, đăng kiểm, bơm hơi, rồi thay lược, tất cả là bơm luôn dầu thánh luôn. Mình
tổng cộng là không có tốn đồng bạc nào hết trơn. Quá sung sướng.